Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2021, tại diễn đàn Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, cùng thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng bắt đầu vào chương trình hôm nay. Trân trọng. Để mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nhân dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lao được nhớ. Một lời thề dân chiến đấu không mạnh về nước hy sinh cho dù tổ quốc không quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao lỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ dương lên soi sáng khắp nhà cầu. Đào Minh Quân, anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho một người tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan
dương đang xoay khắp nước Việt Nam và lan tỏa khắp địa cầu đó thưa quý đồng bào, vì một cái chế độ tàn độc đang cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta, và Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đang lan tràn ra thế giới. Cho nên không chỉ riêng nước Việt Nam của chúng ta thôi, mà nếu như Cộng sản Việt Nam không bị Đức Quốc Công coi như là dẹp tan cái chế độ Cộng sản này ở tại Việt Nam đó, phải diệt tiệt cái nòi Cộng sản, thì thế giới mới bình yên đó thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó, nước Việt Nam của chúng ta là một nước đặc biệt đi tiên phong để tiêu diệt chế độ Cộng sản, mà người để diệt tiệt chế độ Cộng sản duy nhất chỉ có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam mà thôi. Vì chúng ta thấy chung quanh không có ai dám làm được điều này, mà chỉ có Đức Quốc Công, Ngài đã hy sinh tất cả cuộc đời của Ngài, danh vọng, tiền tài, và Ngài gác lại gia đình, và Ngài không màng một thứ gì cả, chỉ mong cứu đồng bào Việt Nam của chúng ta mà thôi. Cho nên hiện tại người dân Việt Nam của chúng ta rất là có diễm phúc để được có được một vị thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta đó thưa quý đồng bào. Thật sự là như vậy, là vì nếu người phàm không ai dám làm điều này cả, vì nói đến Cộng sản thì ai cũng co đầu rút cổ lại. Tại vì sao? Tại vì Cộng sản quá ác, quá ác đến độ mà bây giờ đã khiến con người co đầu rút cổ lại, vì chúng nó quá tàn ác và thêm mưu mô thâm độc xảo quyệt nữa, cho nên con người trở thành co đầu rút cổ lại. Nhưng duy nhất chỉ có Đức Quốc Công, Ngài đã can đảm vượt qua tất cả những gì nguy hiểm để đi tới một ngày hôm nay chúng ta đang thành công. Và cái công cuộc cứu nước của Đức Quốc Công không phải một ngày một bữa, không phải một năm một tháng, mà trường kỳ. Ngài đã nghĩ đến dân tộc Việt Nam của chúng ta từ khi Ngài còn rất nhỏ, mà Ngài đã được một nhà báo người Hoa Kỳ đã bảo trợ cho Đức Quốc Công được đi học. Thì lúc đó Ngài đã nhìn thấy được Cộng sản nó giết dân tàn ác như thế nào. Vì lúc đó Ngài chỉ mới 14 tuổi thôi, nhưng Ngài đã nhìn thấy Cộng sản giết dân một cách tàn ác. Cho nên từ đó tấm lòng của Đức Quốc Công lúc nào cũng nghĩ đến người dân. Nhưng mặc dù lúc đó Đức Quốc Công rất là ốm yếu, và Ngài lại mang một cái bệnh gọi là bệnh suyễn kinh niên đó thưa quý đồng bào, nhưng cơ thể của Ngài thì ốm yếu, bệnh hoạn, nhưng tinh thần của Ngài không có yếu nha thưa quý đồng bào. Tinh thần của Đức Quốc Công rất là mạnh mẽ, và nhờ tinh thần mạnh mẽ của Đức Quốc Công đó, Ngài đã vượt qua tất cả, và dường như tinh thần của Ngài đã cho tất cả Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên, Sông Núi, ơn trên đã nhìn xuống để thấy rằng duy nhất chỉ có một mình Ngài là cứu nước Việt Nam của chúng ta thôi. Cho nên ơn trên đã gia hộ cho Đức Quốc Công để Ngài vượt qua tất cả những hiểm nguy. Và trong tiểu sử của Đức Quốc Công có rất nhiều giai đoạn mà Đức Quốc Công đã vượt qua được những hiểm nguy. Nếu như người thường chúng ta chắc chắn là khó thoát lắm đó thưa quý đồng bào. Nhưng những sự nhiệm màu đến với Đức Quốc Công, và Đức Quốc Công hiện nay, Đức Quốc Công cũng thường nói là Ngài được ơn trên gia hộ cho Ngài, cho nên Ngài nhận được những may mắn từ Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, và Ngài muốn đem sự may mắn đó đến cho toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên Ngài đã làm, Ngài đã cố gắng thực hiện được trong nhiều năm qua, và hôm nay Ngài đã đạt được ước nguyện đó qua cái đơn thắng kiện Tàu Cộng của môi
của Tòa án Môi trường Quốc tế đã xử Đức Quốc Công được thắng kiện thắng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam 38.000 tỷ Mỹ Kim đó thưa quý đồng bào. Cho nên thắng lợi này là cá nhân của Đức Quốc Công đứng đơn kiện. Ngoài ra không ai khác hơn, chỉ có một mình Đức Quốc Công đứng đơn kiện là vì sao? Vì không ai dám cùng Đức Quốc Công để kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam cả. Cho nên Ngài đứng một mình. Ngài đứng một mình, nhưng bây giờ cái số tiền tòa án đã xử Tàu Cộng thua kiện, Cộng sản Việt Nam thua kiện, thì phải bồi thường cho Đức Quốc Công 38.000 tỷ Mỹ Kim. Và số tiền đó Đức Quốc Công dành cho dân tộc Việt Nam đó thưa quý đồng bào. Cho nên lúc trước Ngài đã hứa là khi Ngài kiện thắng kiện thì sẽ tặng cho Hoa Kỳ 22.000 tỷ Mỹ Kim. Còn số còn lại Đức Quốc Công sẽ dành cho dân tộc Việt Nam. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta là những người vô cùng may mắn được có một vị thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam đó. Vì chúng tôi đã nói rằng không có một ai, người bình thường chúng ta không làm được. Chỉ có thánh nhân mới làm được điều này mà thôi. Không những cứu nước Việt Nam mà còn cứu cả thế giới đó thưa quý đồng bào. Vì hiện tại Cộng sản đang lan tràn khắp nơi trên thế giới và Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đang lan tràn và Cộng sản muốn bành trướng ra cả thế giới. Và nếu tất cả những người trên quả địa cầu này phải sống dưới một cái chế độ tàn ác tàn độc thì tất cả quý đồng bào chúng ta thử nghĩ xem cuộc đời của mỗi một người dân sẽ ra sao. Và chắc chắn chúng tôi nói với quý đồng bào Việt Nam cũng đã biết rồi, sau 30 tháng 4 năm 1975 và sau năm 1954 ở tại miền Bắc, rồi sau 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản đã cư xử với người dân như thế nào? Xem dân như là kẻ thù tiềm ẩn. Vì lúc nào Cộng sản cũng rình rập người dân và chụp cho người dân cái mũ gọi là phản động. Và Cộng sản muốn bắt nhốt người dân bất kỳ lúc nào, không có luật lệ gì cả. Cộng sản Việt Nam xài luật rừng, có rất nhiều luật, nhưng chúng nó muốn thực hiện luật nào thì là tự ý, cho nên gọi là luật rừng. Và trong một cái xã hội vô thiên vô pháp như vậy thì người dân sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Và người dân Việt Nam của chúng ta đã đau khổ triền miên từ ngoài miền Bắc cho đến miền Nam. Nhưng hôm nay người dân Việt Nam từ Nam ra Bắc đã được cứu vì Đức Quốc Công đã cho người dân biết được Ngài đã thắng vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Và số tiền Ngài thắng kiện Ngài sẽ dành trọn cho dân tộc Việt Nam. Đó là sự thật. Vì trong thời gian Đức Quốc Công khi đi qua Hoa Kỳ, Đức Quốc Công đã là một triệu phú. Ngài rất thành công, thành đạt trên thương trường. Nhưng vì tấm lòng thương yêu người dân vô bờ bến, cho nên Đức Quốc Công sẵn sàng bán tất cả tài sản để giúp cho 17 trại tị nạn đang sắp trả về Việt Nam. Vì Liên Hiệp Quốc không có tiếp tục nhận người tị nạn nữa. Vì sao? Vì từ năm 1975 cho đến năm 1990 thì người dân Việt Nam vẫn cứ liên tục đi vượt biên vì không sống nổi chế độ Cộng sản
tại Việt Nam, nhưng qua đó có rất nhiều người dân đi không phải là những người tị nạn chính trị, mà là những người tị nạn kinh tế, và Cộng sản đã chui lòn theo con đường của dân tị nạn mà đi qua các nước tư bản. Cho nên từ chỗ đó, Liên Hiệp Quốc đã nhìn ra được vấn đề này và đã phân loại là người Việt Nam tị nạn kinh tế hay là tị nạn chính trị ở giai đoạn đó. Cho nên ở tất cả các trại tị nạn thì tội rất là tội cho những người tị nạn chính trị thật sự nhưng lại không được đi định cư, mà Cộng sản thì trà trộn vào trong đó. Cho nên từ chỗ đó Liên Hiệp Quốc đã không tiếp tục để cho những người tị nạn đi định cư ở nước thứ ba. Và đa số là đồng bào của chúng ta là tị nạn chính trị. Nhưng vì phải trả về Việt Nam, và hiện tại ở tại đất nước Việt Nam là Cộng sản đang cai trị, thì như vậy tình hình của những người này khi đi về Việt Nam thì sẽ ra sao? Cuộc sống sẽ ra sao? Khi Cộng sản, người dân Việt Nam mà đi định cư được ở nước thứ ba, thì Cộng sản kêu mời gọi về Việt Nam, gọi là Việt Kiều yêu nước. Còn nếu đi không được, trở về phải tù tội và gọi là phản quốc. Cho nên từ chỗ đó rất là đáng thương cho những người dân tị nạn không được đi định cư. Nhưng những lúc đó thì có ai biết được tình trạng của những người này phải bị trả về Việt Nam hay không? Chắc chắn là ít có ai để ý tới. Nhưng duy nhất chỉ có Đức Quốc Công, Ngài đã để tấm lòng của Ngài bên cạnh những người dân Việt Nam đau khổ. Cho nên Ngài lắng nghe từng ngày những người dân bị ách nạn Cộng sản, và cũng không ngoại lệ, Đức Quốc Công vẫn hướng về những người dân đi vượt biên mà chưa có được đi định cư, còn ở trong các trại tị nạn. Cho nên từ chỗ đó, từ khi mà Mật Nghị Thành Đô đã ký ngày 4 tháng 9 năm 1990, thì sau đó Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990 do Thủ tướng Nguyễn Trân nhận trọng nhiệm. Nhưng chỉ sau một tháng sau thôi thì Thủ tướng Nguyễn Trân phải từ nhiệm vì Thủ tướng Nguyễn Trân bị bạo bệnh và cụ bà cũng lâm trọng bệnh. Cho nên cần phải có một vị thủ tướng để thay vào thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và 27 vị, trong đó có Đức Quốc Công, nhưng Đức Quốc Công xin rút tên ra. Và Đức Quốc Công không muốn, vì thấy công cuộc này Đức Quốc Công chưa có biết phải làm sao để cứu người dân, cho nên Đức Quốc Công không có muốn tham gia vào. Mặc dù Đức Quốc Công lúc đó rất tích cực để tìm cách nào cứu người dân ra khỏi chế độ Cộng sản. Và sau đó thì các cụ đã đến quỳ trước nhà của Đức Quốc Công để cầu xin Đức Quốc Công nhận cái trọng nhiệm thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì quý đồng bào thấy Đức Quốc Công lúc đó còn trẻ, nhưng các vị lão niên đã đến quỳ trước nhà của Đức Quốc Công để
cầu mong Đức Quốc Công nhận cái trọng nhiệm quan trọng này. Và vì thế cho nên Đức Quốc Công không thể từ chối được. Và Ngài nói rằng khi ba thế hệ bầu chọn người nào nhiều số phiếu thì cái ngài khui thùng phiếu Đức Quốc Công sẽ nhường lại để cho người nào được nhiều số phiếu đó lên thay, vì Đức Quốc Công không muốn, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc các vị lão niên đã cầu xin Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm này. Và cho đến khi ngài thùng phiếu khui ra thì Đức Quốc Công được 65% số phiếu bầu cho Đức Quốc Công làm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Và từ khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng thì trong giai đoạn đó Đức Quốc Công còn phải giúp cho 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á, của 5 nước ở vùng Đông Nam Á. Và đúng ra khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm thì Đức Quốc Công phải lui vào ở ẩn vì để tránh sự dòm ngó của Cộng sản. Vì như chúng ta đã biết, Cộng sản lúc nào cũng rình rập. Và khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 21 tháng 10 năm 1990 là Tàu Cộng đã để ý rồi. Cho nên khi Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991, lẽ ra là Đức Quốc Công phải lui vào ở ẩn để tránh sự dòm ngó của Cộng sản Tàu. Nhưng vì thương những người dân đang còn kẹt ở trại tị nạn, không được đi định cư, ngài phải bán tất cả tài sản của ngài để cùng với những đồng nghiệp âm thầm đi đến các trại tị nạn để giúp cho tất cả những đồng bào đang còn kẹt lại tại tị nạn ở vùng Đông Nam Á. Và trước khi Đức Quốc Công đi đến các trại tị nạn đó thì tin là Liên Hiệp Quốc đã quyết định trả những người tị nạn về Việt Nam hồi hương. Thì tất cả những người dân tị nạn này chắc chắn là không bao giờ muốn điều đó, phải không thưa quý đồng bào? Cho nên từ chỗ đó, những người dân đã biểu tình và thậm chí có người kêu la thảm thiết và leo lên trên nóc nhà của trong trại tị nạn đó để nhảy xuống muốn tự tử đó thưa quý đồng bào. Một cái thảm cảnh rất là đau lòng mà chúng ta nếu nhắc đến thì chắc chắn là chúng ta không khỏi buồn ngùi khi những người này không được đi định cư và coi như niềm hy vọng đã tắt. Và tất cả những người dân tị nạn không còn có một niềm hy vọng, một tia sáng hy vọng nào nữa. Và lúc đó Cộng sản Việt Nam cũng trà trộn vào và chúng nó đánh đập những người ở trại tị nạn. Cho nên một sự hỗn loạn ở các trại tị nạn, những người dân Việt Nam đau khổ cùng cực. Cuộc sống ở trại tị nạn đã không được thoải mái, không được tươm tất đầy đủ, mà bây giờ lại phải trả về Việt Nam, thì tinh thần của tất cả những người dân tị nạn ở đây xuống thấp và đau khổ tột cùng. Và cho nên từ chỗ mà tất cả những người dân tị nạn biểu tình để chống lại cái luật trả những người dân tị nạn về Việt Nam hồi hương đó, thì những người dân này bị đàn áp, bị xịt hơi cay, bị đánh đập đủ thứ. Cho nên khi Đức Quốc Công nghe đến thì lập tức
Đức Quốc Công âm thầm cùng một số đồng nhiệm để đi vào các trại tị nạn để thăm những người dân đang đau khổ, sắp sửa bị trả về Việt Nam. Và ngài lập tức không suy tính bán gấp tài sản của Đức Quốc Công, luôn cả cái bằng sáng chế BIOS và 25 chi nhánh Dow Computer của Đức Quốc Công được 17 triệu Mỹ Kim. Ngài đi giúp cho tất cả 17 trại tị nạn ở 5 nước của vùng Đông Nam Á. Thì quý đồng bào nghĩ xem, có ai làm được điều này hay không? Chắc chắn là không có ai. Vì thường người ta chỉ giúp một phần nào trong tài sản người ta mà thôi. Nhưng Đức Quốc Công bán tất cả và đem tất cả tiền của Đức Quốc Công bán được cái tài sản của ngài, đem giúp hết cho 17 trại tị nạn. Mà một điều chúng tôi muốn nói ở đây là ngay cả phu nhân, Đức Quốc Công cũng không để lại cho phu nhân đồng nào để lo cho gia đình. Đó là chúng ta thấy một sự hy sinh cao cả vô bờ bến của Đức Quốc Công. Và phu nhân phải tự đi làm để nuôi các con, lo cho gia đình. Thì như vậy, đồng bào Việt Nam của chúng ta có diễm phúc hay không? Quá diễm phúc khi được một người mà có tấm lòng cao cả vô biên hy sinh cho cả dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Và khi Đức Quốc Công đến trại tị nạn, 17 trại tị nạn để thăm, từ đó những người này được Đức Quốc Công xoa dịu, an ủi tinh thần, và ngài hướng cho những người tị nạn ở đây có người lãnh đạo để biểu tình, cho nên không có bị ai đàn áp cả. Vì Đức Quốc Công đứng ra lãnh đạo và cả 17 trại tị nạn cùng nhau biểu tình. Và đặc biệt, Đức Quốc Công đã hướng cho tất cả những người dân tị nạn ở đây đi theo con đường Đức Quốc Công đã vạch ra. Đó là chủ thuyết tân dân chủ của Đức Quốc Công đã sáng lập. Và những người này đã được Đức Quốc Công sáng hóa và tất cả đều ký đạp mặt Hồ Mao. Xin lỗi, lúc đó là chỉ có ký đạp mặt Hồ Chí Minh thôi. Sau này thì Đức Quốc Công mới cho ký thêm Mao Trạch Đông. Nhưng mà lúc đó là chỉ có ký đạp mặt Hồ Chí Minh thôi. Thì tất cả những người này đã ký đạp mặt Hồ Chí Minh để chứng minh lập trường là không chấp nhận chế độ cộng sản. Và từ chỗ đó, tất cả những người này là những người dân Việt Nam tân dân chủ, những người dân đã có ý thức được không chấp nhận chế độ cộng sản. Và tại 17 trại tị nạn đã đồng loạt biểu tình một cách có trật tự. Đức Quốc Công đã dùng tài sản của Đức Quốc Công để mua vải để phát cho tất cả những người dân ở trên đảo tị nạn. Phụ nữ thì có áo dài, may áo dài trắng. Nam thì có quần tây xanh, áo sơ mi trắng. Tất cả đều đồng loạt biểu tình trên 17 trại tị nạn đó, thưa quý đồng bào. Chắc chắn là không ai làm được điều này. Đức Quốc Công là một vị lãnh đạo vô cùng sáng suốt để hướng cho tất cả những người đang bị đi vào một ngõ cụt của cuộc đời, nhưng mà đã thấy ánh sáng của chân lý, ánh sáng của nền tự do no ấm trong tương lai. Cho nên tất cả đều tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đức Quốc Công, và có nhiều người còn vẽ chân dung của Đức Quốc Công để
để dựng lên ở trên những băng rôn và những khẩu hiệu đã được ghi lại ở trên đó, và tất cả những hình ảnh cũng đã được lưu lại. Những hình ảnh này mặc dù là cũ nhưng mà chúng ta cũng thấy được là những ngày tháng ở tại trại tị nạn thì đã còn lưu lại những hình ảnh của những người dân ở các trại tị nạn biểu tình đồng loạt và dương cao bức ảnh chân dung của Đức Quốc Công. Mà một điều mà chúng ta muốn nói ở đây là tấm lòng của họ tin tưởng Đức Quốc Công và ngưỡng mộ Đức Quốc Công mà vẽ ra chân dung của Đức Quốc Công để dương cao lên. Và từ chỗ đó thì chúng ta mới thấy được một sự là Ngài là một vị cứu tinh vô cùng sáng suốt cho toàn dân Việt Nam của chúng ta, trong đó là đã có những người dân ở trại tị nạn, 17 trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á. Cho nên những người dân của chúng ta cần phải biết những điều này. Khi Đức Quốc Công đang cứu người dân Việt Nam mà chúng ta lại thờ ơ thì đó là một điều mà chúng tôi thấy người dân chúng ta không nên. Vì một người đang đứng ra cứu dân tộc Việt Nam là một điều may mắn tột cùng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên hiện tại Đức Quốc Công đã cho dân tộc Việt Nam chúng ta thấy được là Ngài đang sắp sửa tiến về Việt Nam với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì Đức Quốc Công hiện nay là Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Ngài đã nhận được trên 4 triệu phiếu và Ngài đã nhậm chức Tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018 đã qua. Cho nên ngày hôm nay nước Việt Nam của chúng ta đang có một vị Tổng thống anh minh tài đức đang cứu người dân Việt Nam. Và người dân Việt Nam hiện nay nên làm gì? Chỉ có một hành động đơn giản nhất, đó là người dân trưng cầu dân ý để nói lên mình có trách nhiệm với đất nước của mình. Và hệ thống trưng cầu dân ý an toàn, tiện lợi, bảo mật, và tất cả những người dân có thể vào hệ thống trưng cầu dân ý để thực hiện, để điền cái lá phiếu của mình, thực hiện cái trách nhiệm của mình đối với đất nước của chúng ta đang lâm nguy khi Tàu Cộng đã dùng mật nghị thành đô để biến Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Và chúng tôi cũng nhắc ở đây, người dân Việt Nam của chúng ta hãy nên nhớ rằng những điều chúng tôi phổ biến ở đây là sự thật. Vì chắc chắn rằng đồng bào của chúng ta không bao giờ quên một ngày đã qua mà một tên Tàu Cộng là Bùi Hiền đã dùng cái chữ Tàu để thay chữ Việt và đã thử áp dụng ở tại Việt Nam. Chắc chắn là người dân của chúng ta không ai mà không biết. Vì lúc đó chúng tôi thấy ở trên diễn đàn trên YouTube, người dân Việt Nam phản đối kịch liệt. Nhưng phản đối rồi sao? Tàu Cộng nó ngưng lại. Nhưng ngưng lại không có nghĩa là Tàu Cộng ngừng lại, và cái mật nghị thành đô đó vẫn tiếp tục. Cho nên nếu người dân của chúng ta đã thấy được hiện tượng đó thì chắc chắn một ngày nước Việt Nam của chúng ta, ngôn ngữ Việt của chúng ta không còn được là ngôn ngữ chính nữa mà tiếng Tàu là chính. Như vậy người dân Việt Nam của chúng ta nghĩ sao khi tiếng Việt của chúng ta
là một thứ tiếng mà chúng tôi thấy rất là thật sự là phong phú, tiếng Việt rất là phong phú. Những từ ngữ của Việt Nam nói lên nhiều ý nghĩa, và trong đó chúng ta có những ca dao, tục ngữ, dân gian rất là hay luôn. Cho nên từ chỗ đó nhất định chúng ta không để mất đi tiếng Việt. Và muốn không mất đi tiếng Việt thì chúng ta phải làm một điều gì đó để giữ đất nước Việt Nam của chúng ta không để Tàu Cộng chiếm. Cho nên từ chỗ đó chỉ một hành động nhỏ, ngắn, đơn giản và không có tốn một giọt mồ hôi, cũng không có mất một giọt máu nào. Chúng ta vào trang trưng cầu dân ý viết tắt .us hay www.chinhphuquocgiavietnamlamthoitrungcauduyenyviettac.com. Còn rất nhiều link để chúng ta có thể vào, chẳng hạn như trưng cầu dân ý viết tắt .info, chữ info là y ngắn NFO, hoặc là trưng cầu dân ý viết tắt .world, chữ world là tiếng Anh là chữ thế giới đó, WORLD, hoặc là đón tổng thống viết nguyên .com, hoặc là Việt Nam Cộng Hòa 3 viết nguyên .com. Rất là nhiều link để chúng ta có thể vào. Thì khi chọn một link vào, chúng ta sẽ thấy có một trang hiện ra gồm có 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in lớn viết tắt. Nhấn tiếp vào 4 chữ đó thì sẽ hiện lên lá phiếu cho chúng ta điền vào. Còn nếu ai có Facebook thì vào đó chúng ta sẽ tìm thấy có những link trưng cầu dân ý để sẵn đó, thì chúng ta nhấn vào là sẽ ra cái lá phiếu cho chúng ta điền liền, không cần phải lên Google đó thưa quý đồng bào. Cho nên vô cùng tiện lợi mà cho tất cả những người dân có thể vào đó để trưng cầu dân ý. Và hệ thống trưng cầu dân ý là độc nhất vô nhị trên thế giới, thưa quý đồng bào. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm cho đồng bào Việt Nam hiểu một vấn đề này. Ở các nước tự do trên thế giới có hình thức là khi chúng ta điền vào ở trên mạng giống như hình thức trưng cầu dân ý vậy đó, nhưng nó không có nhiều được, là vì nếu mà chúng ta làm nhiều nó bị nhẹt. Nhưng mà ở đây đặc biệt hệ thống trưng cầu dân ý là rất là thông, cho nên đồng bào Việt Nam của chúng ta cứ vào đó để trưng cầu dân ý. Nếu chúng ta vào link nào mà bị đầy, chúng ta vào tiếp link khác thì tất cả đều thực hiện được, mà cho rộng rãi cho quần chúng có thể thực hiện được cái trách nhiệm của mình. Và nó nhớ, Cộng sản chúng nó rất ma mảnh, rình rập, coi dân là kẻ thù tiềm ẩn. Cho nên từ chỗ đó, người dân của chúng ta cầm điện thoại, ngồi ở bất kỳ chỗ nào ở trong nhà, không có ai, chúng ta nhấn vào đó và tự điền cho chính bản thân mình là an toàn trên hết. Vì những người dân của chúng ta, nhiều người thì do Cộng sản hù dọa cho nên sợ rồi không dám làm, rồi nhờ người khác làm, thì nhờ người khác đó, chúng ta không biết cái người nào làm giùm và người đó có tin tưởng được hay không. Cho nên từ chỗ đó, nếu tin tưởng thì tốt, người đó là người thân của chúng ta, người đó là người chúng ta tin tưởng từ bao lâu nay thì được, tốt, không có chuyện gì đáng nói. Nhưng nếu chúng ta làm người thì có phải là Cộng sản nó biết rồi bắt đầu nó mời lên lên trên phường, rồi hù dọa, đập bàn, rồi đủ thứ chuyện. Cái đó gọi là khủng bố tinh thần đó thưa quý đồng bào. Cộng sản là loại khủng bố
mà khủng bố bằng vũ khí mà còn thêm khủng bố tinh thần nữa đó thưa quý đồng bào. Ở trên thế giới chúng ta thấy Hoa Kỳ là không bao giờ chấp nhận khủng bố, là những khủng bố về vũ khí. Nhưng Cộng sản còn độc hơn nữa là cả hai loại, Cộng sản dùng cả hai loại khủng bố luôn, là khủng bố về vũ khí mà khủng bố cả tinh thần nữa. Cho nên từ chỗ đó, đó là tại sao chúng ta thấy Cộng sản nó ác độc. Thật sự ra là trên đời này chúng ta chưa có thấy một cái chế độ nào mà nó tàn ác như là chế độ Cộng sản. Cho nên chúng ta có thể nói Cộng sản là ma quỷ chứ không phải là con người. Vì nếu con người thì còn có cái thiện tâm. Còn đằng này Cộng sản giết dân một cách tàn nhẫn, không có thiện tâm. Và Cộng sản là tam vô, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy Cộng sản không bao giờ thương người dân. Và người dân của chúng ta đừng mê mờ vì Cộng sản đang muốn hại người dân, để người dân chết lần chết mòn, để cho Tàu Cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Tàu Cộng cần đất chứ không cần dân. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều đó, và người dân phải nhanh tay lên trưng cầu dân ý. Vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc. Cộng sản chỉ có đảng mà thôi, không có tổ quốc đâu thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta không thể mê mờ để nghe lời Cộng sản dụ dỗ được. Thì hôm nay chúng tôi cũng báo cho quý đồng bào tin vui tiếp theo là các báo của Hoa Kỳ đã đăng về Đức Quốc Công Tổng thống của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ mời quý đồng bào cùng xem trước tiên là báo Los Angeles. Là chúng tôi sẽ mời tất cả quý đồng bào cùng xem cái tờ báo của Los Angeles đăng về Đức Quốc Công trang đầu tiên. Đây thưa quý đồng bào, đây là cái trang báo Los Angeles Tribune. Đây là diễn đàn của báo Los Angeles. Chúng tôi mời quý đồng bào cùng xem nhé. President Đào Minh Quân. Đó, đây là có thấy tên của Ngài Đức Quốc Công không? President Đào Minh Quân of Republic of Vietnam regain ancestral lands and populace suffering. Tổng thống Đào Minh Quân của Republic of Vietnam là Việt Nam Cộng Hòa. Regain ancestral lands, lấy lại đất tổ, lấy lại đất tổ. Ends populace suffering, chấm dứt sự đau khổ của dân. Tuyệt vời không? Đức Quốc Công lấy lại đất tổ và chấm dứt sự đau khổ
của người dân. Người dân đã đau khổ triền miên, thì hôm nay tấm lòng của Đức Quốc Công đã, người Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy được. Qua vụ kiện, Đức Quốc Công kiện Tàu Cộng và đã thắng kiện, thắng được vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim tại Tòa án Môi trường Quốc tế. Và hôm nay thì Hoa Kỳ đã nhìn thấy được Việt Nam của chúng ta đang được cứu nhờ có Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Regain ancestral lands, lấy lại đất tổ. End populace suffering, chấm dứt sự đau khổ của người dân. Có tuyệt vời không thưa quý đồng bào? Báo Hoa Kỳ đã đăng. Và đây, đây là hình của ai? Đây là chân dung của ai? Đây là chân dung của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Đó, thấy không? Bây giờ bắt đầu từ từ là cả thế giới dần dần sẽ biết đến Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Đây, cho nên từ chỗ đó người dân Việt Nam của chúng ta đừng có thờ ơ, đừng có để bị Cộng sản nó dẫn dụ, nó che đậy, rồi kéo dài sự đau khổ của người dân mà thôi. Không có lợi ích gì cả. Vì Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải diệt, Đức Quốc Công phải diệt tận gốc Cộng sản trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công phải diệt tận gốc rễ. Cho nên từ chỗ đó, những ngày tháng sắp tới thì chúng ta sẽ thấy, và người dân của chúng ta có nhiệm vụ là đứng về chính nghĩa, trưng cầu dân ý. Không còn con đường nào khác hơn nha thưa quý đồng bào. Không còn con đường nào khác hơn. Vì Cộng sản tại sao mà thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa phải thua Cộng sản? Là vì Cộng sản dụ người dân, người dân lầm tưởng mà nghe theo, rồi lại nuôi Cộng sản ở trong nhà. Rồi khi Cộng sản thắng thì sao? Cộng sản thắng thì tất cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng đó đi ra ngoài chòi mà ở, và đem cái bằng khen đó treo ở trên cái chòi tranh rách nát đó thưa quý đồng bào. Như vậy sự hy sinh của các bà mẹ anh hùng đó có xứng đáng hay không? Thậm chí có những người bị lầm tưởng rồi cuối cùng bây giờ mất nhà, mất đất. Cộng sản đã chiếm nhà, chiếm đất mà không thể làm gì được. Chúng tôi nhìn rất là đau lòng khi mà những người dân khi bị cướp nhà, cướp đất lại kêu những cái tên mà đang cầm đầu đó kêu cứu. Làm sao được? Những cái tên đó là những tên đang hút máu dân đó, mà người dân không có biết được. Cho nên phải loan tải những tin tức này để cho tất cả những người dân còn mê mờ. Mỗi một người phải thực hiện cái lá phiếu của mình để nói lên trách nhiệm của mình và tự cứu mình. Lá phiếu đó là tự cứu mỗi người đó thưa quý đồng bào. Không phải cứu bản thân của mỗi người mà cứu luôn cả các thế hệ con em sau này, khi đất nước Việt Nam của chúng ta, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về, Đức Quốc Công sẽ xây dựng lại đất nước và các thế hệ trẻ sẽ được vươn vai và đứng lên, thẳng đứng trên trường quốc tế và có thể là vượt xa các nước trên thế giới, vì chúng ta có một vị lãnh đạo rất là anh minh sáng suốt, tài ba đức độ, để hướng cho Việt Nam của chúng ta bước vào một cái thời tốt đẹp nhất, đó là thời Thượng Nguồn Thánh Đức đó thưa quý đồng bào. Thì đó, đây là nội dung của bài báo rất là dài. Bài báo đang nói về tiểu sử của Đức Quốc Công. Và
Đó, cho nên là người ngoại quốc từ từ sẽ biết đến Đức Quốc Công. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng xem một bài báo tiếp theo. Chúc mừng báo New York Daily đã đăng về Đức Quốc Công. Đây là một tờ báo nữa. New York Daily. Đây là chữ viết tắt của New York Daily. Rồi. Đây, quý đồng bào có thấy chữ gì không? Đào Minh Quân, the founder of Neo Doctrine Democracy. Đó. Tên danh xưng của ngài là Đào Minh Quân, người sáng lập ra chủ thuyết tân dân chủ đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó, người dân của chúng ta nãy nói với nhau lan tỏa những tin tức này. Báo New York Daily, đây là hình của Đức Quốc Công mà báo New York Daily đã đăng đó. Hồi nãy thì ở bên tờ báo Los Angeles thì đăng hình khác của Đức Quốc Công, còn ở đây thì đăng bức hình khác của Đức Quốc Công. Đó, thì cho nên là người dân của chúng ta từ từ Đức Quốc Công, cả thế giới đều biết đến danh tiếng của Đức Quốc Công. Cho nên từ chỗ đó người dân của chúng ta, thế giới mà còn biết đến Đức Quốc Công mà người dân không biết thì chúng tôi cũng không biết nói làm sao nữa rồi. Tại vì cộng sản thì nó mưu mô xảo quyệt, còn người dân thì nếu mà chúng ta thờ ơ, và chúng tôi cũng muốn nói ở đây, hiện tại Đức Quốc Công muốn cho người dân được no cơm ấm áo và được bình yên hạnh phúc, trong gia đình được đầy đủ, con cái được đi học đàng hoàng, được tiến thân trong một cái xã hội tốt đẹp. Cho nên Đức Quốc Công đã tạo cơ hội cho tất cả những người dân những người mà Đức Quốc Công thương yêu nhiều nhất, đó là những người dân lành, nghèo khổ, đang khổ cực lầm than ở tại Việt Nam. Nhưng Đức Quốc Công phải cứu đất nước Việt Nam, và chắc chắn là không để cho Tàu Cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên người dân phải biết được cái quyền của mình. Quyền của người dân là chủ của đất nước. Đức Quốc Công rất tôn trọng người dân và cho người dân tự tay thực hiện cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Đó là Đức Quốc Công đang tôn trọng người dân, để người dân làm một cái trách nhiệm của mình. Nhưng nếu người dân mê mờ thì cái đó là thiệt thòi ở người dân mà thôi. Đức Quốc Công đã đem hết cái khả năng của Đức Quốc Công để cứu dân, thì người dân phải biết giơ tay ra mà nắm lấy cơ hội này, để nước Việt Nam của chúng ta sẽ bước vào một cái thời mới, một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân chủ, và sẽ bước vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Cho nên toàn dân Việt Nam phải là những người Việt Nam tân dân chủ, thì nước Việt Nam của chúng ta sẽ rất mau tiến trên trường quốc tế. Đó là những điều chúng tôi muốn nhắc nhở quý đồng bào. Chúng ta đừng nên thờ ơ, vì thế giới văn minh đã đi đến mức độ quá xa rồi. Thậm chí bây giờ người Việt của chúng ta ai cũng có một cái điện thoại thông minh cầm trên tay. Và khi chúng ta tiếp xúc được với văn minh của nhân loại thì chắc chắn là cái bộ não của chúng ta cũng phải tiến bộ theo đó. Chứ chúng ta không thể một bên thì văn minh và một bên thì đầu óc của chúng ta lại lạc hậu, đi lùi lại.
thì chẳng khác nào chúng ta tự hại mình mà thôi. Vì không có đi kịp với đà tiến hóa thì chúng ta phải đi lùi lại. Nhưng mà đã đi lùi lại thì ở đây hiện tại Đức Quốc Công đang cho người dân nói lên trách nhiệm của mình làm thực hiện lá phiếu trưng cầu dân ý. Thì cái lá phiếu này là quyền lợi của người dân, cho nên từ chỗ đó khi người dân chậm chạp thì tiếng Việt của chúng ta có câu là trâu chậm uống nước đục đó, thưa quý đồng bào. Tại vì ở một cái vũng nước mà những con trâu mà nó đi trước đó, thì nó uống nước trong, nhưng mà nó đi qua cái vùng nước đó rồi nó dậm thì nó dậy sình lên, thì những con trâu mà đi đằng sau sẽ uống cái nước sình đó. Thì cái câu nói đó ý muốn nói là những người nào mà sáng suốt nhận định thì những người đó sẽ được có quyền lợi ưu tiên trước, còn những người nào mà cứ thờ ơ lãnh đạm thì cái đó sau này người dân không có trách ai được. Và ngay cả những người đã lỡ đi theo chế độ cộng sản thì tất cả sự thật đã phơi bày. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng. Đức Quốc Công đã cho người dân biết được qua một lần Cộng sản Việt Nam vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới nhân 100 tuổi giả của Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1989. Cho nên người dân đã biết được thì Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng. Như vậy chúng ta đã thấy được sự thật thì phải nhanh tay lên, đừng có thờ ơ. Tại vì nhiều người không có niềm tin rồi thờ ơ lãnh đạm thì chẳng khác nào chúng ta lại cái đó là tự mình đem cái thiệt thòi cho chúng ta mà thôi. Bây giờ chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe một bài hát của Đức Quốc Công sáng tác, bài hát Nối Nhịp Trùng Dương. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe.
năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào, đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương, 10 năm sau đồng bào có biết không, khi Đức Quốc Công vào để giúp 17 trại tị nạn đó, thì nhờ có sự lãnh đạo cho nên tất cả những trại tị nạn đã đồng loạt biểu tình, và khi biểu tình có sự hướng dẫn rõ ràng cho nên đó là một cuộc biểu tình vĩ đại của 17 trại tị nạn đồng loạt, và chính nhờ như thế mà Hoa Kỳ đã để ý và đến và nhận được 15.000 người trong trại tị nạn đó để đi định cư. Và lúc đó là Tổng thống Bill Clinton cũng đã giúp cho 14 triệu để giúp đỡ cho tất cả những người tị nạn, là tổng cộng những người tị nạn ở trên 17 trại tị nạn đó là gồm 200.000 người. Và 15.000 người được đi định cư, Hoa Kỳ được Hoa Kỳ cứu xét để được đi định cư. Và Tổng thống Bill Clinton đã giúp cho 14 triệu để giúp cho tất cả những người còn lại là 185.000 người trở về Việt Nam. Và cái quỹ CPA đó của Liên Hiệp Quốc là Comprehensive Plan of Action đã giúp đỡ cho tất cả những người đi trở về hồi hương, và mỗi một tháng được giúp $50. Đức Quốc Công đã vận động với Liên Hiệp Quốc để bảo vệ tính mạng những người này được an toàn, cho nên từ chỗ đó Cộng sản Việt Nam không có dám trù dập, không có dám làm hại những người đã phải hồi hương về Việt Nam. Cho nên đó là một ân đức rất lớn của Đức Quốc Công, cứu tất cả những người tị nạn mà phải đi trở về Việt Nam, không được đi định cư. Cho nên đồng bào Việt Nam của chúng ta phải biết được tấm lòng của Đức Quốc Công thương yêu người dân vô bờ bến. Ngài không bao giờ quên đi những ngày tháng mà Cộng sản đang đàn áp, cai trị người dân một cách nghiệt ngã, người dân đau khổ đến cùng cực. Cho nên không lúc nào Ngài được yên tâm, và Ngài
lúc nào cũng mong cứu được người dân của chúng ta, và Ngài sẵn sàng bán tất cả tài sản để giúp cho những người đã bị hồi hương, cho nên không có một ai làm được điều này. Và hiện tại Đức Quốc Công đã đem về thắng lợi cho người dân của chúng ta là thắng kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim. Cho nên là chúng ta, người dân phải vui mừng bằng cách là chúng ta điền vào lá phiếu trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình, và cũng là một lời cảm ơn Đức Quốc Công đã cứu người dân Việt Nam thoát khỏi chế độ cộng sản, để chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân chủ, và nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ được sung sướng để bước vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài thơ độ của Đức Quốc Công đã sáng tác vào năm 1989. Bài thơ độ này có hai phần. Kính mời quý đồng bào cùng nghe phần thứ nhất. Bá tánh lầm than lòng khổ đau, ngặt về nghiệp chướng tự chung sâu. Thời chưa có thế đành kiên nhẫn, nhân vẫn không hòa phải đợi lâu. Thánh đức nguồn ơn đang kết động, thiên ân tụ phước sẽ liên thâu. Huệ quang phù giúp khai tân đạo, long hội vượt qua cuộc bể dâu. Trong bài thơ độ, chúng ta thấy Đức Quốc Công lúc nào cũng hy vọng người dân của chúng ta sẽ thoát qua được những nghiệp chướng mà đã đeo đẳng dân tộc Việt Nam của chúng ta từ bao lâu nay. Cho nên hiện tại, chính người dân của chúng ta ý thức được thì chúng ta sẽ cải nghiệp của chúng ta bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Kính mời quý đồng bào cùng nghe bài thơ độ thứ hai. Bài thơ độ. Dân tộc ta đang quằn đau một gánh
vai thư sinh đâu về gầy mòn, vì bằng ta cùng chung vai đấu cực hả xài lăng còn ngạo năm 1989, trích bản tin Việt Linh Nguyên Lão ngày mùng 1 tháng 10 năm 1989. Cộng sản là những con xài lang đó thưa quý đồng bào, tại vì á con xài lang nó ăn thịt đồng loại của nó, còn cộng sản ở đây thì người giết người là những con xài lang. Mà ở đây đau khổ nhất là cộng sản Tàu đang muốn người Việt của chúng ta giết người Việt, người Việt cai trị người Việt, người Việt đánh đập người Việt, người Việt tra tấn người Việt, người Việt khủng bố tinh thần người Việt, cho nên rất là đau lòng. Và người dân của chúng ta muốn chấm dứt tình trạng này chỉ có một con đường duy nhất, đó là trưng cầu dân ý. Và tất cả người Việt Nam, không kể là những người dân hay bất cứ ở cái tầng lớp nào, hoặc là những người cán binh, bộ đội, công an, đảng viên, tất cả nếu biết mình là người Việt Nam thì không bao giờ để cho Tàu Cộng chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Hãy quay về đường ngay nẻo chánh, trưng cầu dân ý, ký đạp mặt Hồ Mao, để cho cuộc sống gia đình của mỗi một người đã theo chế độ cộng sản được bình an, nhờ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân bảo vệ được an toàn. Còn nếu những ngày sắp tới thì lệnh truy nã đã ban ra thì không có thể nói là chúng tôi không biết, chúng tôi không nghe và chúng tôi không thấy. Chúng tôi ở đây là đã phổ biến cho tất cả những người đồng bào Việt Nam, không kể già trẻ bé lớn, tất cả chúng tôi đều loan tải những tin tức thật của chính phủ. Cho nên cũng mong đồng bào chúng ta hãy loan tải những tin này để hạn chế ít nhất những người vi phạm và mang tội nặng với đất nước là tội phản quốc đó, nghe thưa quý đồng bào. Cái này là tội phản quốc đó. Tại vì Đức Quốc Công đang cứu nước thì ai mà chống lại tất nhiên là tội phản quốc, và chẳng khác nào là làm lợi cho Tàu Cộng đó, làm lợi cho Cộng sản Việt Nam, làm lợi cho Tàu Cộng. Bây giờ chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng nghe bài hát Trưng cầu dân ý để chúng ta kết thúc chương trình hôm nay.
tiêu trên khắp quê hương Việt Nam. Chúng tôi vẫn đi sạch bóng hung lô tham vàng. Nếu cứ nông dân hơn hoàng bầu cho tương lai, màu đỏ minh quân dân dân vì nước quên mình. Cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Trân trọng kính tạ ơn Thượng Đế Trời Phật Hồn Thiên Sông Núi. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng chúng tôi cất cao lời thề son sắt do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Chúng tôi, Thiếu tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào tạm biệt quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chúc Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước được khỏe mạnh và bình yên, chờ đón ánh sáng tự do do Đức Quốc Công đem về trên quê hương Việt Nam của chúng ta, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về một ngày không xa. Trân trọng, kính chào.